Ông anh vào quán cà phê vọng ngủ qua đêm, bị kẻ gian theo dõi và cái kết bay màu tài sản. Hôm nay ngày 31 tháng 10 là ngày Halloween đó cả nhà. Trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Vào quán cà phê vọng ngủ qua đêm thường xuyên, đến khi phát hiện chủ xe mất cảnh giác, đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy. Qua đây khổ chủ xem lại clip trích xuất camera, lắc đầu chán nản tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất. Xem lại camera mà chán nản thật sự, càng hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ là kẻ gian có thể táo tợn đến như vậy, còn tình huống như thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại một quán cà phê vọng ở chợ đầu mối thành phố Thủ Đức. Theo camera an ninh ghi lại, một đối tượng thường xuyên ghé quán cà phê ngủ qua đêm với mục đích theo dõi con mồi, canh sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản. Và rồi đến một ngày thời cơ chín muồi cũng đã tới. Đến khoảng rạng sáng cách đây vài ngày, thấy một chủ xe có để quên chìa khóa trên xe rồi vào bên trong quán cà phê nằm ngủ. Không biết ông anh này do quá mệt hay sao mà bỏ mặc cả tài sản của mình. Mở giơ miệng mèo thế này thì hỏi sao, có không giữ, mất đừng tìm. Tiếp đến, gã gian manh đã nhanh chóng vào dắt chiếc xe máy đi ra ngoài rồi tẩu thoát đơn giản và nhanh chóng như cơn gió cuối tháng 10. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì, mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Cũng không rõ quán cà phê võng này hoạt động như thế nào mà không ai trông nom giữ xe cho khách, còn khách thì cứ thế mà nằm ngủ thì cũng xin thua phải không cả nhà. Được biết, cô chủ đã trình báo cơ quan chức năng, mong truy vết được kẻ gian, nhưng quan trọng là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, công an đã có mặt, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, truy xét những đối tượng liên quan. Còn bạn, bạn thấy sao về pha bỏ mặc tài sản vào quán cà phê võng ngủ say mê này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.